Dạ. Và sau đây mọi người hãy lắng nghe bài hát Để Em Xíu Nha. Thực sự mà nói thì ngày hôm nay em ăn no rồi, em ngủ cũng đã nhiều, và đã đến lúc phục vụ văn nghệ cho mọi người. Mọi người ơi, Để Em Xíu. Dạ. Nè, kêu mọi người đi hát rồi đó. Đang xe, từ xe đây. Bị những bài hát thì mọi người trên xe của mình có ai yêu cầu bài hát nào thì em sẽ hát bài đó luôn ạ. Bắt tay với đi lẹ. Dạ, sau khi em hát bài Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh cũng như là bài hát gì em quên nãy. À, bài Ngốc của Hương Tràm. Thì tiếp sau đây là một ca khúc vô cùng lãng mạn cũng như đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người trên xe của ta cũng như là anh Bác Tài đây. Dạ, bài hát được mang tên Oh my god. Bài hát được mang tên Chỉ Là Anh Thôi. Hãy lắng nghe. Dạ, Bác Tài ơi, lái xe đừng vỗ tay nha. Rất cảm động. Lần đầu tiên nghe bài hát này, em đã khóc rất nhiều. Và khi về nhà, em đã nghe rất nhiều. Và thật sự mà nói thì sau những bài hát từ trước tới giờ là bài hát này em hát hay nhất, cảm xúc nhất. Mọi người, đúng vậy, em xin được vô. Ngày ta gặp nhau đến nay, mọi thứ xung quanh em đã đổi thay. Em đã chẳng hứa lòng mình đâu để yêu thương ai đó, mà vì anh em đã biết nhớ biết thương. Mọi người thấy xúc động không? Vì anh em biết mong chờ hạnh phúc, rằng anh đâu có biết mỗi giây ở cạnh anh em cứ ngỡ giống như trong giấc mơ. Mong thời gian hôm nay trôi chậm thôi để cho em được bên anh và gần anh hơn. Bác Tài ơi, điểm khúc rồi, sâu lắm. Đừng hỏi con tim em đã tìm thấy yêu thương nơi đâu, vẫn chính em. Mà em một thời có thể vỗ tay và nhớ cho cao đó bà. Thật khá cho mừng đấy ơi. Không có gì vì con tim thì lên nhau, vì nhau. Để có lúc em chợt nhận ra người con gái duy nhất trai đôi của đời em. Nghe xong có nói thì cái tông này em ở nhà em hát tông khác mọi người ơi. Cho nên em xin hát bài khác. Bài hát được mang tên Yêu Và Yêu của Eric. Là một bài hát nằm trong bảng xếp hạng của Lệ Rơi nha. Chà, không phải Lệ Rơi của Eric ạ. Đây là lần bài hát lần đầu tiên nghe. Nhưng mà mọi người biết đó thì cảm thụ âm nhạc của em rất tốt, cho nên em có thể vô liền. Dạ vâng. Bài này có rap nha mọi người. Bác Tài ơi, thay đổi không khí là rap một chút ạ. Chica chica. Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Sau khó khăn cũng qua, dành bước bên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiệt tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều. Không khí mọi người đang trùng xuống rồi mọi người ơi. Vỗ tay lên nào. Vỗ tay lên. Đó là yêu.
muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Em xin dành tặng cho anh Hiền và chị Vân, chúc vợ chồng anh chị luôn hạnh phúc à. Đôi mặt này sẽ cảm nhận tình về nhau em. Sẽ nhớ thương từng đêm, cho dù sẽ đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu. Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi quay về bên nhau, chẳng kể, chẳng thể cách xa đâu. Nếu trái tim kia còn rung động. Vâng, một ca khúc rất lạc lối. Thật sự mà nói thì em không thể nào bắt cái nhịp cái bài này được. Nhưng mọi người ơi, đừng lo lắng nha, vì ca khúc tiếp theo đây em sẽ dành tặng cho vợ chồng anh. Anh Tâm ạ. Dạ anh Tâm muốn hát bài gì ạ? Anh chấp em hả? Rồi, nếu mà anh chấp em thì mình hát bài Lương Sơn Bá Chúa Anh Đài nha anh. Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Biết luôn hả? Lương Sơn Bá. Cải lương nhé. Karaoke nữa, quên nữa. Karaoke nè. Ok. Dạ, thật sự mà nói thì em sẽ chúc anh Tâm và chị Ngọc luôn hạnh phúc. Và sau đây là một bài hát tiếp theo. Em xin hát bài Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Anh Tâm ơi, nếu mà Tâm thường anh hát theo cùng với em cho vui ạ. Bác Tài ơi, bác Tài thường không ạ? Dơ. Chim chẳng liễu lo, anh Tâm ơi hát cho anh ơi. Không à, xin đừng đôi lời thăm hỏi đường đến ngôi trường. Mặc nhìn hai lối khó mong có chi hoang lộ. Xin người chỉ giúp giùm cho. Tâm nam có hát quá vậy, tâm nữ thêm. Dạ, xin người chỉ giúp giùm cho. Tâm nữ nè, em hát này nè. Đây miền Nam núi sơn, mà người đời gắn tên là Nam Sơn. Nhiều lối đi à, lên à, tới à, ngôi à, trường, ngôi trường gần đây cách hai đèo. Đường kia là đi hướng đi Sơn Đèo. Xin đa tạ vui. Ủa sao mà hát ra mày nhỉ ta? Anh Tâm ơi. Không, Tâm em hát dễ lắm, anh vô được á. Mình làm quen nhau buổi ban đầu. Xuôi hắn thông treo, tạc nhộn ghi môn lòng. Dù một lòng hận mong biết tên huynh đài. Là nãy giờ Lương Sơn Bá hát nha bà con ơi. Điểm cao quý tánh rồi, chúng mình đàn hát nè. Nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Chiết Giang là quê. Còn tuổi xuân vừa trăng tròn, tôi xứng danh là chúng anh đài. Cánh tay của mọi người đâu à, cho anh thấy cánh tay của mọi người giơ lên nè. Cánh tay bắt tay của mọi người. Em không có cần muốn thấy cánh tay bắt tay nha. Cứ tập trung lái xe vào, còn việc khác cứ để em. Dạ, Lê Sơn Bá lại hát rồi. Khi tuổi còn ấu thơ, mẹ già ngày đêm dưỡng nuôi. Ngày qua ngày qua, tuổi mộng thơ dù đúng lứa đôi trần. Dạ, chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn. Dạ, tôi tên Lương Sơn Bá. Nhạc dạo nha. Yeah.
núi Sơn Ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao này không phải lòng với anh đài. Ta cũng vui vẻ nơi triền miên, chim tung trời xóa tan lũy phiền, dẹp gió dẹp mây đến bao thâm tình không đổi. Thôi chúng mình đã hát tay nâng niu lý nhang đèn, xin minh chứng tôi anh đài không hài lòng với huynh đài. Em mệt quá mọi người ạ. Em cảm thấy hơi mệt rồi. Cho nên là thôi em hát bài mới mới gần đây nha. Thực sự mà nói thì ngày xưa em thích mấy chị hát AT lắm, cho nên là em xin hát bài taxi nha. Tại vì mình đang đi xe nè, taxi HAT karaoke. Dạ thôi anh Bảo ơi, dạ thôi em hát bài taxi của chị Thu Minh nha, cho nó sung lên để cho bác Tài không có buồn ngủ nè. Thật sự mà nói thì mọi người biết không, từ lúc mà em 5 tuổi thì em đã được nghe nhạc rồi. Em nghe nhạc từ trong bụng mẹ, đến khi 5 tuổi thì em bắt đầu nghe nhạc rap, nhạc hip hop. Đến khi em 10 tuổi thì em bắt đầu nhảy. Và mọi người biết đó thì nhịp của em khá tốt, cho nên là ai bắt vô thì hát chung luôn mọi người ơi. Mọi người có ai biết hát bài taxi không? TikTok đồng hồ quay vòng, TikTok rồi quay vòng. Quay từng ngày bình thường, TikTok đồng hồ quay vòng, TikTok rồi quay vòng, TikTok đồng hồ quay vòng, từng ngày bình thường. Ôi không gian quanh đây, bao người xuân rằng là thế đây. Thôi cho tôi đi ngay, rời xa nơi đây. Một ngày nắng đã lên cao rồi, nên mất thao gầy vì vô sắc thanh thang nè. Anh nắng trôi loạt thế mà bình thường, đứng giữa cái lòng đường. Dừng chân một chút đi, đứng trên vào phía dòng người bên kia. Taxi lờ thêm một chút đi. Đồng kệ. Bây giờ là 9 giờ rồi và có thể là 1 giờ mình sẽ tới Sài Gòn. Thật sự mà nói có thể hát tới 1 giờ. Mọi người ơi, nếu ai ủng hộ em thì giơ tay lên cao đi nào. Dạ, đã thấy cánh tay của mọi người rồi. Em có làm phiền ai cho xem mình đang ngủ không ta? Không ai hết, tất cả mọi người đã thức. Ôi tôi đây, bên ngoài chỉ là ngày nắng cháy, bên kia như bên đây mà lâu như bay. Người cứ thét tuôn ra, nước mắt theo nhìn lòng chán ngán hoang man. Tắt máy chết máy thế mà bình thường. Đừng... Không em hát rồi, bác Tài đừng có tắt máy nha. Lời... Dạ. Trộm vía, là bài hát thôi, trộm vía nha. Sắp rồi, hết hát hết bài này em sẽ chuyển qua nhạc ngoại mọi người ơi. Dên nè. TikTok đồng hồ quay vòng, TikTok rồi quay vòng, TikTok đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường, TikTok đồng hồ quay vòng, TikTok rồi quay vòng, TikTok đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường. Taxi. 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 Lời này nó chạy taxi nha. Thực sự mà nói một bài hát em cũng rất thích. Và em đã, thực sự mà nói thì em đã tập rất là nhiều lần. Và em xin hát bài ca khúc Hello của Adele ạ. Dạ. Hello của Adele. Dạ em rất thích nữ ca sĩ này karaoke.
Mọi người, ca khúc này rất sâu lắng. Dạ. Ơ, em sẽ thay đổi không khí nha. Sau một bài phôi động thì lại là một bài buồn. Buồn quá. Em nghe nhạc dạo đầu em đã thấy buồn rồi. Ngọc à? Ngọc ơi, tôi đang hát mà bà ngủ vậy Ngọc ơi. Tỉnh đi, tỉnh dậy đi Ngọc. Tỉnh dậy. Rồi nhạc trôi rồi mọi người ơi. Đây. Thật sự. Hello. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc Hello của Adele. Đó, đúng rồi. Ủa, thôi lộn bài rồi, em hát bài này cũng được. Dạ, bài Xuân Qua Lai Dư thôi mọi người. Dạ, là cũng một bài hát là em rất thích. I heard that you're silly down, that you're found a girl, that you're married now. I heard that your dream came true, 'cause that gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy and like you so humble? You're high from the line. I had to turn up on the blue invited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I have hope to see my face, and that you the remedy that for me. It's over. Never mind, I'm fine. Something like you. I wish nothing but the best. Sao nghe giọng hát ai mà hay hơn em vậy? Giọng hát của ai nghe rất là hay. I remember you said sometimes it's let it love, but sometimes it hurt instead. Sometimes it's let it love, but sometimes it's hard instead. Thật sự mà nói thì em xin hát lại bài Hello nha. Tại buổi giờ em đang luyện tập bài đó. Nó bị đứng rồi, cái này nó bị yếu quá. Đưa điện thoại kia đây. Dạ, có ai đang kêu em ạ? Hello, it's me. I was wondering if after all this year would like to meet, to go over everything. They said that I'm supposed to help ya, but I undone but telling. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and three. I'm forgotten you how it feel before. Mọi người chạy, ủa khúc này vô điệp khúc chưa ta? Dạ chưa vô điệp khúc rồi. And a million my mouses. Rồi điệp khúc. Hello from the overside. I must call a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. As less I can say that I try to tell you I'm sorry for your heart. Hồi cái này á, cái tông này khác tông của nhà em rồi mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nha. Dạ. Tông nhà em là tông tông bê tông. Dạ. Trong quá trình rồi, ôi giời,
quỷ. Ôi, mẹ rớt hả ta? Đang rớt đồ, đang tìm lại đồ mọi người ơi. À, có bạn nói là em hát theo cái tông đơ mọi người ơi. Dạ nãy giờ em đang livestream mọi người ơi. À vậy đó hả? Dạ. Ủa gì kỳ vậy Nguyên? Dạ có. Thực ra mà nói là em là đứng này chút nha. Ờ chút đi, bừng bật đèn lên. Ủa gì kỳ vậy? Hả? À đưa cho tôi miếng đèn pin, tôi chọn bên đây thử. Mà coi lại trong đó có không? Trong ba lô có không? Ủa gì kỳ vậy? Tôi mới cầm mà đúng không? Rớt á, rớt rớt rồi. Hả? Bây giờ nhìn nè, tôi nhổm lên nè. Bây giờ, đó bà con thử. Bây giờ gọi điện. Ừ, đi đây nè, đó. Đây nè. Rồi, rồi. Dạ anh ở đây là chúng ta có VJ Quang Bảo ở đây à. Anh Quang Bảo ơi, có thể cho mọi người nhìn mặt anh một chút không ạ? Quang Bảo ơi, kêu Quang Bảo kìa. Kìa. Quang Bảo ơi. Anh Bảo ơi. Dạ em đây, đây. Dạ. Anh Bảo muốn hát bài gì không anh? Không, anh không muốn hát gì hết trơn. Em hát cho nghe là vui rồi. Dạ, thật sự mà nói mọi người ơi. Bây giờ hát bài chiều đi, bài chiều ngoài bãi. Ai đã biết, Dạ. Theo lời yêu cầu của fan hâm mộ của Diệu Nhi ở trên chuyến xe này thì và sau đây Diệu Nhi xin hát bài hát được mang tên là Em Đã Biết. Em đã biết. Em đã biết karaoke. Vâng, Em Đã Biết của nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh karaoke. À, tại vì cái sự hồi trưa là Nhi có quay clip MV ca khúc ra mắt MV đầu tay của Diệu Nhi. Thật có chậm gì á, À rồi bây giờ mình sẽ hát bài Em Đã Biết của nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh. À nhạc chạy rồi, nhạc lại như vậy với Nhi rồi. Đây em sẽ bật một cái karaoke khác cho dễ. Bác Tài ơi, bác Tài còn nghe em hát đúng không ạ? Cố lên. Bây giờ dạ 9:17 rồi, 1 giờ còn lâu lắm. Một mình em lang thang từng góc phố, môi mỉm cười mà lòng thì còn đau, sâu nước mắt trong tim thật lâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc hôn nồng nàn, thương những tiếng nhiều người vẫn nói cho em. I know. Em biết sẽ có những lúc khi yêu giận hờn, mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu? Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào, biết cô đơn sẽ như thế nào đến đây. Em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi. My heart, I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Vài dòng thư, anh gửi đến em. Mùa đông đã tới gõ cửa để xem. I know.
mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thế nào, biết cô đơn sẽ như thế nào. Đến đây, hãy đến đây khẽ hôn em và nói yêu thương. Chẳng ngờ em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi. My heart, I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thế nào, biết cô đơn sẽ như thế nào. Đến đây hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương. Oh yeah, dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi. My heart, I know that. À, Tài ơi, có đang nghe em hát không? Dạ, em nghe mọi người nói chuyện. Dạ, mọi người tập trung nha, em buồn lắm á. Bài tiếp theo, anh Bảo và mọi người có ai có yêu cầu hát bài gì không? Dạ, bài sau tất cả, dạ vâng. Sau tất cả. Sau tất cả. Rồi đi miệt mài bây giờ mới tới vào Trung Quốc hả? Dạ, em xin hát bài Sau Tất Cả. À, tình hình là Diệu Nhi đang từ Bảo Lộc về Sài Gòn. Dự định là 1 giờ sẽ về đến Sài Gòn. Cho nên là mọi người ơi, ngoài những anh chị, cô chú ở trên xe thì khán giả nào có thể thức đến 1 giờ để mà nghe Nhi hát tới 1 giờ sáng không? Mà sau đây xin hát bài Sau Tất Cả. Sau tất cả mình lại về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từ ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Cả xe mà nói với nhau nè, tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì trái yêu anh yêu em không thể làm gì. Hát tới một lần nữa. Cần ta mãi luôn dày cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là anh Quang Bảo ơi, hát to lên nào. Trái tim ta vẫn luôn vụt về nhau. Anh Bảo ơi, không có thuộc lời em ơi. Không sao, hãy ngước nhìn em một lần nữa. Chị trai phải được gương mặt đẹp trai của anh. Dạ. Dạ, mình lại về chung lối đi. Đâu lạc rồi. Bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẽ chia. Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến em nhận ra mình gần anh hơn. To lên nào. Tình yêu cứ thế trong ngày, trong anh từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta mãi luôn khó.
để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn. Tình yêu cứ thế nồng đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên đâu về làm gì tha. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, thì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Dạ, dạ cảm ơn mọi người. Dạ, từ trên fanpage của em có một khán giả mang tên Facebook là Nguyễn Hồ Bảo Châu comment rằng tội cho chị Hạnh của em trên xe. Dạ, em nghĩ là người nhà của chị Hạnh. Chị Nguyễn Hồ Bảo Châu ạ. Dạ em không biết à, chắc là có thể là trong công ty của chị Hạnh ạ. À, Nguyễn Hồ Bảo Châu. Tội cho chị Hạnh của em. Chị Bảo Châu ơi, thật ra là chị Hạnh đang rất là vui sướng. Dạ, mọi người đang rất là cảm thụ cái nền âm nhạc của em nha. À, thật là bất ngờ. À, YouTube đã quay số vào cái thể loại là random đó mọi người, và đã quay trúng bài hát Chưa Bao Giờ của Trung Quân Idol. Và sau đây em xin hát bài Chưa Bao Giờ. Dạ. Anh Vương đâu ạ? À? Cho em xin được thấy cánh tay của anh Vương ạ. À. Dạ. Anh Vương ơi, cho em thấy cánh tay của anh Vương. Em muốn hát bôi, giơ mặt lên. Giơ mặt lên. Đâu rồi đó, anh Vương rất là đẹp trai nha. Anh đã chụp hình và quay clip cho chị cả ngày hôm nay. Anh Vương ơi, em xin hát bài hát Chưa Bao Giờ. Anh cũng chưa từng nghe bài nhảy đâu. Với giọng hát này của em mời anh nghe. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Anh Vương, nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết. Anh Vương ơi, em sẽ nói Vương nghe những điều chưa bao giờ. Anh Vương ơi, điệp khúc nè. Nhạc đâu rồi? Dạ đây, bình minh hát luôn. Sau màn đêm như nỗi lòng em chất chứa lâu nay ông đâu nào hay biết. Chạy lâu lắm rồi. Nghe nhạc. À, dạ là do lỗi bộ phận âm thanh. Dạ em xin cảm ơn đạo diễn là anh Hiền ạ. Dạ cảm ơn Hiền đã hỗ trợ ánh sáng cho em rất là nhiều. Sao em xin hát tiếp. Vâng. Buồn của anh Tuấn ạ. À, bài buồn của anh Bùi, anh Tuấn, bài buồn karaoke. Mọi người biết không, thực sự mà nói thì bài gì em cũng biết hết. Xui cho mọi người chưa? Xui chưa? À, không ngờ là mình đã hát hình như đã nửa tiếng 45 phút rồi. Bao nhiêu người livestream á, cái gì rồi? Hiện tại bây giờ là có 2.400 lượt. Xem, bà bấm vô cái clip luôn mới coi hay sao á. À. Rồi, nhạc vô rồi. Em xin hát bài buông đây. Anh có lo Bluetooth? Dạ. Anh có lo Bluetooth mà tay. Có không anh? Có tiện lấy cái loa Bluetooth không anh ha? Dạ, để cho cái phần âm nhạc của mình để phục vụ từ những anh mình ngồi sau xe nè, đến cả bác tài ở đầu xe có thể nghe rõ nhạc cũng như là bài hát của Nhi. Thì Nhi sẽ mở loa Bluetooth
Xin lỗi quý vị khán giả nha, hiện tại thì Nhi sẽ phục vụ cho các bạn đang xem trực tiếp livestream cũng như là các cô chú và anh chị ở trên xe. Cho nên là Nhi không tiện, không có thể nào đọc hết comment của mọi người được. Cho nên để Nhi xíu nha. Dạ, đúng rồi, anh Quang bảo em kêu là chú. Dạ, em đang tìm thiết bị. Có loa Bluetooth rồi, nhạc rất là to. Cả xe mình ai thuộc bài nào hát chung với em thật to lên nha. Giờ để em bật nha, thấy coi có vô không nha. Đây, dạ. Anh bật rồi phải không anh? Dạ. Dạ. Và em sẽ hát bài bài buông trước nha. Dạ. Dạ, mấy anh chị nào thuộc có thể hát chung với em. Dạ, đang connect nè anh. Mình cứ để yên là nó tự vô ha anh. Dạ rồi, em mở rồi á. Em chưa thấy loa này, em mới sệt. Em có cái... Nè. Anh. Dạo này mặc Nhi á, Nhi ăn bánh tráng á, đi quay bánh tráng trộn rất là nhiều. Dạ, bà hát ở trên YouTube anh. Ở trong YouTube á. Dạ, rồi. Buông chưa? Bài nào? Dạ, anh kéo cái giặt cái này xuống đi. Em sợ bài buông ở ngoài rồi. Đây. Rồi, dạ. Okay. Vô rồi anh, nó ăn nhau rồi hả? Ăn nhau rồi, quốc rồi đó. Rồi, ăn. Ủa, lên đi. Ăn chưa chị, ăn chưa chị? Rồi, điện thoại đang loa rồi mọi người ơi. Mọi người ai có thể hát theo em được nha. Có lẽ đôi tay ai đang run, có lẽ con tim ai đang rồi. Em tông lộn rồi. Một hình bóng khác đang che lấp đi tình anh rồi. Ngày tát qua sau màn hôn ấy vụn vỡ. Mọi người có thể bắt giùm em cái tông được không ạ? Anh Vương ơi, bắt giùm em cái tông với. Chẳng cần nghĩ suy. Và nếu yêu thương kia trở lại, em vẫn sẽ yêu những gì còn lại. Mà dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buồn trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao em không ngần ngại giữ anh ở lại mặt cho tình buồn mong anh. Sưởi ấm trái tim mong anh. Because I do you love my baby. Don't care about everything you did to me. Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi, dù ra sao đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you my baby. Don't care about everything you did to me. Có những tất cả giấc mơ, vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh vẫn sẽ yêu những gì còn lại. Mà dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buồn trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh. Sưởi ấm trái tim mộng manh. Because I do love you my baby. Don't care about everything you did to me. Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi, dù đằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you my baby. Don't care about everything you did to me. Sẽ có nước mắt trong giấc mơ, đất kia liềm được hạnh phúc. Nếu có nước mơ kia thành hiện thực, cuộc tình ta sẽ trở lại như lúc đầu. Có lắm nụ cười cũng sẽ có lắm thương đau. Chẳng còn điều gì là bên ta mãi mãi. God is true love you my baby. Don't care about everything you did to me. Dẫu có lắm nước mắt tuôn rơi, dù đằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because
said to love you, my baby. Don't care about everything you did to me. Nhưng tất cả là trong giấc mơ. Vì ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc. Chị Vân ơi, chị Vân có muốn em hát bài Mãi Mãi Bên Nhau của Lưu Phước Thịnh không? Dạ, em xin hát bài Mãi Mãi Bên Nhau dành tặng cho vợ chồng anh Tâm và chị Ngọc nè, và vợ chồng của anh Hiền và chị Vân và những vợ chồng còn lại mà em chưa biết là ai sẽ lấy ai ở trên xe mình nè. Dạ vâng, xin mọi người lắng nghe bài hát Mãi Mãi Bên Nhau. Ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao bao tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ mãi ngập ngừng khi đôi tim gục tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mong được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa bay sâu, dòng đời cuốn xoay làm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi đời, sẽ mắt trước chết cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi đời. Do you wanna marry me? Do you wanna marry me? Do you wanna marry me? Baby, do you wanna marry me? Baby, do you wanna marry me? Do you wanna marry me? Giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, cho nhau tình yêu ngọt ngào. Vì sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim rụt tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mong được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mà sâu, dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời, sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Wanna marry me? Do you wanna marry me? Do you wanna marry me? Bài hát tiếp theo, em có nên hát bài Thu Cuối không ạ? Có. Dạ, mọi người rất là thích hát bài Thu Cuối, em xin hát bài Thu Cuối. Cũng may nhạc rất to không nghe được tiếng của anh Hiền. Em hát bài Thu Cuối nha. Trải bao nhiêu thương này bay xa, hoen đôi mi khi thu đêm qua, đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì ai. Vẫn tóc em mơn man trên làn gió vương, trên mi ai là dùng con phố nhỏ, nhà nhà đồ đầy mùa sữa đỗ. Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen, trong bao nhiêu ngờ vô vờ mùa lá vàng, thật nhanh nhàn vì mùa thu không còn yêu anh nữa. Yo, yo, đã từ rất lâu rồi, cho anh định nghĩa hai tiếng yêu thương. Anh không thể chết cho em kể từ khi anh có em. Một thu cuối anh có em. Vì cứ sao giờ, hơn một năm trôi qua, người đã khá xa thật rồi. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Oh.
mùa thu đến anh không còn em nữa. Yeah. Có lẽ nào em vừa quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em muốn anh đi xa mất, anh không phải người mà em yêu nhất. Anh phải tự mình nhủ rằng chỉ là một giấc mơ. Thu đến vẫn đi như những gì đã sắp đặt, tràn giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắng. À ở vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng, anh nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng. Có hay không những bước thèm trong con tim em gần một khoảng rộng, biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nặc như mọi định lý đã muôn thuở. Yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều mảnh ghép. Cuối cùng anh còn nhiều điều vặn gắng mình không làm yêu thương cho con nhiều. Không lý do nào khiến em cùng người đó gặp lại rồi vợ yêu. Cái cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, không còn hơi rộn một bờ vai em thật chặt. Cảm xúc vẫn như chết lặng, đồng thời kiên nhắn anh rằng thu cô rồi cũng qua nhanh, cuốn theo con gió là lẹ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vắng. Lệ đôi chân vơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều, sao anh không thể ngăn đôi nước mắt nhạt nhòa để ôm bờ vai lại cuối thu, cho anh thêm ngậm ngùi, cho bao nhiêu thương vụt bay, cho bao nhiêu thương mãi xa quên tận chân trời. Có lẽ nào em vừa quên đi, đưa mùa thu đi, còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào anh muốn em đi xa mất, có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào giật từ vài nhiều gian Hà Nội có lẽ rất mẫu mà anh đã mất rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm cũng chính là lúc anh ôm em thật chặt băn khoăn nẻo phố cổ thường đến, nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể đến với, chỉ là giấc mơ quá êm đẹp trọn vẹn một vòng tay dịu em, rồi cứ man man vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời, ta còn đâu ngờ sau gấp ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em như cùng hình bóng mới. Và có lẽ nào em vừa quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông tay. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà nêu đơn bầy em chưa lớn, chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bến cho yêu một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em không sâu bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết làm sao. Anh bảo khúc này hát sao vậy anh? Có thể nào sâu sâu được đâu, nào đó được đâu lòng người ta, ai biết có dài lâu, bao qua thời gian sống trong bình an. Lỡ yêu người ta gieo trái ngang, nồng sâu tùy sông, làm sao mà trông. Chưa đôi bên biết nơi nào đục trong, rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn.
thầy mẹ vui hơn. Mà lệ tràn rưng rưng dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên trong. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông đời người con. Dạ khúc Sam hết biết hát rồi. Em chợt nhận thấy bài hát tội tình ạ. Bài tội tình hình như em biết hát. Dạ. Xin lỗi em hả? Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Minh Tuyết. Karaoke xin lỗi em Minh Tuyết. Bài này Phong Anh Bảo ơi. Mọi người ơi, bài xin lỗi em của Bằng Kiều và Minh Tuyết. Và sau đây, dạ em xin lỗi chị Minh Tuyết cho em được hát lời của chị à. Anh Vương với anh Bảo, mọi người có thể giúp em hát bài của anh Bằng Kiều nha. Anh Vương nè. Anh Vương ơi, được ôm trong tay nè. Em nâng niu. Thật là hạnh phúc. Bài này đâu thuộc đâu. Bao phiền muộn khi em cùng anh. Anh Bảo ơi, tại sao anh đối xử với em như vậy? Dạ, vậy thôi anh Tâm ơi, em sẽ hát một bài Tân Cổ tặng anh Tâm. Anh Tâm có thể nói cho em nghe là bài gì được không? Tình anh bán chiếu. Dạ em sẽ hát bài Tình anh bán chiếu trước nha. Tình anh hay tình em ta? Tình anh bán chiếu. Tình anh bán chiếu. Con gái đi lấy chồng đi của cha mẹ đó. Ủa? Tân cổ, tân cổ. Tân cổ đúng không anh Tâm? Hỏi tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra cha. Cửa giường xưa cô đã khóa kín từ hôm nào. Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy. Chiếc áo nhuộm buồn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sau trước vắng tanh, trong gió lạnh buổi chiều đông. Bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Anh Tâm ơi, cho em xin đổi bài không anh Tâm ơi? Dạ. Dạ bài gì đây ta? Hồi nãy anh Hiền với lại chị Vân có khuyến cáo bài gì ạ? Em của ngày hôm qua đi em ơi. À, đúng rồi, em của ngày hôm qua đi. Em của ngày hôm qua, ngày hôm qua hả? Quẩy lên em ơi, 10 giờ rồi. Thay đồ nào. Lên đồ. Thay đồ, lên đồ nào. Lên lóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà.
hay là em đi xa quá cũng được. Ờ, đó, bà đi. Chắc em sẽ quay về đúng không? Ừ. Dạ rồi. Chắc ai đó sẽ về. Ê, ê, em quên cái súng nè. Dạ dạ dạ. Cái súng nó dụng sao? Liệu rằng chia tay trong em không còn được câu ca tình yêu khi xin chân nó phôi pha đừng lừa dối con tim anh sẽ không muốn thấy anh được đâu mà kẻ đến mắt yêu đôi nó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua sẽ lấp được nụ cười đau thương kia. Nếu mà đã xuân rơi vì em, no baby, no baby. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em không còn là em. Em đã khác rồi, em không quay lưng quên hết đi à. Tình yêu trong em dần tàn dạ rồi. Anh không muốn vui mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm qua. Đừng vội vàng em là hãy em buông ngày hôm qua. Hay là em cuồng ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Sẽ lại và xóa nhẹ đi ký ức. Mưa đang rơi, đôi tay đang buông lời. Mình anh ngồi đây từ một thật ngu ngốc phù vơ đang thang chân đồ. Mọi người ngủ hết rồi hả? Mọi người đâu hết rồi? Bạn yếu rồi. Bạn yếu á? Bạn yếu lắm chị. Bạn đã... Và em đem hơi người xin đôi ta. Ôi không biết hát rồi. Bên đời đó là ngày xưa. Giờ ở đâu còn là em. Em đã quay lưng quên hết đi à. Đừng vội vàng vì là em cuồng ngày hôm qua. Chỉ là em cuồng ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Em mang tiếng cười, em mang hạnh phúc đi ra xa. Bắt chắc em sẽ về không chị? Đây, chắc em sẽ về đây. Hát bài Ô Mô Sơn Tùng và Nhạc Chế nhiều gì? Bài gì? Bài quốc ca đầu tiên. Ô Mô Sơn Tùng và Nhạc Chế. Không biết bài đó. Sợ đi sao? Ở lúc nhớ thả giấc mơ nhưng mà Nhạc Chế. Nhưng mà nó có karaoke không? Ở nước nhớ thả giấc mơ hả? Ừ. Hoàng Phúc. Giờ mình hát bài Thà như thế, thà rằng như thế ha. Chắc là mọi người đã trễ rồi thì thôi Nhi sẽ không làm phiền cái lỗ tai của mọi người nữa. Cho nên là chào tạm biệt mọi người, như là tiếp tục hát để phục vụ các anh chị trên xe đây. Tại vì khuya rồi là bác Tài và anh chị trên xe sẽ mệt, sợ bác Tài buồn ngủ. Cho nên là làm cho bác Tài vui, bác Tài có thể tập trung lái xe. Cho nên là bye bye mọi người nha. Ngủ ngon, ngủ ngon.